Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 5 2020. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình phát hình Hội Thánh Baptist Riverdale, Maryland. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi chương trình phát hình Hội Thánh Baptist Riverdale, Maryland. Xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Niềm Tin trong buổi phát hình hôm nay. Chúng tôi xin được chia sẻ bài viết của mục sư Hồ Chí Hiếu. Kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Đa số các tôn giáo trên thế giới đều có lịch sử bắt đầu từ nhiều ngàn năm trước. Vì vậy, và có một số người thắc mắc và hỏi rằng Đức Chúa Giêsu là ai mà người Tin Lành gọi Ngài là Đức Chúa Trời. Trong buổi phát hình hôm nay, thì chúng tôi xin được trả lời thắc mắc này để quý ông bà, anh chị em có thể biết thêm về Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời. Mặc dù ngày tháng hiện nay của chúng ta được tính theo dương lịch, bắt đầu từ khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh, tức là khoảng 2019 năm về trước. Nhưng Ngài đã hiện hữu từ ban đầu, nghĩa là từ trước khi vũ trụ được dựng nên. Chính Đức Chúa Giêsu khi giảng đạo cho người Do Thái thì đã khẳng định về sự hiện hữu của Ngài khi phán rằng: trước khi chưa có Abraham đã có ta, trong sách Giăng đoạn 8 câu 58. Abraham là tổ phụ đức tin của dân Do Thái và đã sống vào khoảng 2300 năm trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh. Nhưng Ngài lại cho biết rằng Ngài đã có trước Abraham nữa, và theo lời của sứ đồ Giăng là một trong những học trò thân cận nhất của Đức Chúa Giêsu, thì Ngài chính là lời nói của Đức Chúa Trời hiện thân thành người, như có chép trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1 rằng: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Vì theo nhận xét của người xưa, khi nghe tiếng tức là đã thấy mặt, theo sách Xuân Thu Chiến, Quốc của Trung Hoa. Vì Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hiện thân thành người, nên đang khi Ngài đi giảng đạo tại xứ Do Thái thì đã thực hiện nhiều phép lạ như chữa lành bệnh cho người đui, người câm, người bị bệnh cùi. Ngài cũng đã kêu kẻ chết sống lại và hóa ra nhiều cho bánh cho hàng ngàn người ăn, như đã có chép trong sách Tin Lành Matthew đoạn 11 câu 4 câu 5 như thế này: Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng Tin Lành. Và vì Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hiện thân thành người, nên Ngài biết trước được những điều sẽ xảy ra trong tương lai đến hàng ngàn năm. Đây là một điều mà con người bình thường không thể làm được. Một trong những bằng chứng điển hình về điều đó là việc Đức Chúa Giêsu đã báo trước rằng khi Ngài đến trần gian này lần thứ hai, thì mọi người đều sẽ thấy được sự kiện trọng đại và vinh hiển ấy, như có chép trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu số 7. Lời tiên tri này của Đức Chúa Giêsu đã được báo trước từ khi nền khoa học kỹ thuật của nhân loại chưa phát triển, cho nên những người thời bấy giờ không hiểu được ý nghĩa rõ ràng. Còn sứ đồ Giăng thì vẫn trung tín chép lại lời ấy trong sách của ông để lưu truyền cho hậu thế. Mãi đến đầu thế kỷ 20, khi khoa học đã phát triển rất xa với thời kỳ của Đức Chúa Giêsu, thì nhân loại đã có xe hơi và máy bay, thì người ta vẫn không thể hiểu được là làm sao thế nào mà mọi người trên thế giới có thể thấy được cùng một lúc sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu tại thành Jerusalem. Các khoa học gia và những người không tin thì tuyên bố rằng vì thế giới rộng lớn và trái đất lại tròn, nên dầu người ta có viễn vọng kính cực mạnh, thì những người sống ở phía bên kia của quả địa cầu như tại Nam Mỹ và Úc Đại Lợi sẽ không thể nào thấy được sự tái lâm của Chúa.
Nhưng nền khoa học, kỹ thuật của thế kỷ 21 này đã chứng minh rằng lời báo trước của Đức Chúa Giê-xu 2.000 năm trước hoàn toàn là đúng đắn. Với hệ thống vệ tinh nhân tạo dày đặc trên bầu trời, như chúng ta thấy ngày hôm nay, thì việc nhân loại được xem trực tiếp những sự kiện xảy ra trên trái đất không còn khó khăn nữa. Chẳng hạn như người ta có thể xem truyền hình trực tiếp của những trận tranh tài thể thao của Thế vận hội Olympic hoặc trận đấu của các giải túc cầu thế giới một cách dễ dàng, bất kể là đang sống nơi nào trên trái đất. Với sự phát triển vượt bậc của khoa học thì ngày hôm nay hầu như tất cả mọi người đều có computer và điện thoại cầm tay. Gia đình nào cũng có TV, cộng với hệ thống viễn thông của vệ tinh và mạng Internet toàn cầu, thì việc xem thấy sự kiện trọng đại của Ngài Đức Chúa Giê-xu tái lâm không còn là điều khó khăn nữa. Như vậy, chúng ta mới có thể thấy rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa chân thật trong cả vũ trụ. Vì không có một giáo chủ nào có khả năng báo trước hàng ngàn năm những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Vì vậy, mà người tin lành chúng tôi tin Đức Chúa Giê-xu vì biết rằng mọi điều mà Chúa đã phán là chân thật và hợp lý. Thưa quý khán thính giả, Kinh Thánh còn ghi lại nhiều bằng chứng khác về sự phát triển của khoa học ngày hôm nay, mặc dầu đã được viết từ 5.000 năm trước, nhưng tôi không đủ thì giờ để kể hết ra tại đây. Tôi sẽ cố gắng để lần lượt trình bày và giải đáp những thắc mắc cho quý khán thính giả trong những lần phát hình sau. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong kỳ phát hình lần tới. Lòng